Vậy thì tôi thành người thừa rồi, một người dư thừa. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, một trong những điều thu hút tôi chính là đạo Phật là tôn giáo mà tôi từng tiếp xúc. Không hề nói rằng họ đúng, còn những tôn giáo khác là sai. Đạo Phật sẽ thực hiện điều này như thế nào? Đạo Phật sẽ thực hiện điều đó ra sao? Hoặc cách mà Đạo Phật đối thoại với các tôn giáo khác? Tôi nghĩ trước tiên cần bỏ chữ B hoa trong từ Persian và thay bằng chữ B nhỏ. Thì khi đó, bạn hướng đến một điều gì đó, chứ không chỉ một hệ thống niềm tin hay tôn giáo. Đạo Phật cũng giống như một cách giáo dục. Và nếu quý vị nhìn sâu vào thì sẽ thấy Đạo Phật chính là sự chỉ dạy về ý thức, con người, tâm trí. Đạo Phật dạy về nhân cách. Đạo Phật dạy về bản tánh thật sự. Và Đạo Phật không hẳn là đây chính là bản tánh thật sự, thật tướng. Mà đây là cách để quý vị tiếp cận điều đó, xem bản chất nó là gì. Và bây giờ bạn tiếp cận Đạo Phật như một phương pháp học, chứ không phải là một hệ tư tưởng. Sau đó, Ngài sẽ định nghĩa lại khái niệm những gì chúng ta vốn gọi là Đạo Phật. Ngài nói, tôi không gọi đó là Đạo Phật. Tôi không gọi đó là Đạo Phật của Trung Hoa, mà đó là sự giáo dục về tâm linh, là sự giáo dục về tất cả chúng sanh, là tâm lý học sâu sắc nhất. Rồi đột nhiên, Ngài điều chỉnh lại tên gọi ra khỏi một hệ tư tưởng hay một tôn giáo thành một tiến trình hoặc phương pháp. Tôi không gọi đó là tôn giáo, mà xem nó như những hướng dẫn của phòng thí nghiệm để tự mình khám phá bản thân. Tôi không thể nào thật biết rõ về Đạo Phật nếu như tôi không bước vào và thử qua. Việc lễ lạy cũng như thế. Bạn biết không, lúc đầu tôi rất phản đối. Không, tôi sẽ không lạy đâu. Nhưng rồi tôi nghĩ, hay mình cứ làm và thử qua điều này và xem mọi chuyện sẽ thế nào. Trước khi tôi đưa ra quyết định xem xét Đạo Phật có phù hợp với mình không? Chúng ta đang nghiên cứu về các tôn giáo khác nhau, chứ không so sánh giữa các tôn giáo với nhau. Mỗi tôn giáo đều có những điểm mạnh riêng và mỗi tôn giáo đều có những điểm yếu của mình. Chúng ta hãy lấy điểm mạnh của tôn giáo khác và bổ khuyết vào thiếu sót của tôn giáo mình. Làm theo cách này, chúng ta sẽ tôn trọng lẫn nhau, chúng ta cùng quý mến nhau, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng khuyến khích nhau. Dù cho quý vị có theo tôn giáo nào, thì chúng ta cũng đừng xem thường những tôn giáo khác. Quý vị đừng cố gắng thay đổi đạo của bất cứ ai, bởi vì đó chính là một hình thức của đấu tranh. Lúc tôi định quy y thì có một việc đã ngăn tôi quy y một thời gian. Đó là có một quyển sách nhỏ bằng tiếng Anh, không lưu loát lắm, có nói về lễ quy y trong đó. Và một trong những điều trong đó nói là khi tôi quy y với Pháp, tôi nguyện rằng sẽ không quy y với bất cứ giáo pháp ngoại đạo nào. Thời điểm đó, tôi là sinh viên nghiên cứu chuyên ngành tôn giáo. Như tôi đã nói là tôi đã bị thu hút bởi giáo lý Đạo Phật. Là vì Đạo Phật chấp nhận tất cả các tôn giáo, Đạo Phật không nói rằng những tôn giáo khác đều sai. Vì vậy, đó là một sự trở ngại thật sự đối với tôi. Tôi thật sự mâu thuẫn và tôi đã hỏi thầy ấy, một đệ tử thâm niên của Hòa Thượng về điều này. Và vị ấy bảo tôi rằng, khi nói về các giáo pháp ngoại đạo, điều đó không có ý ám chỉ các tôn giáo khác, mà có nghĩa những lời chỉ dẫn nào hướng bạn tìm kiếm chân lý bên ngoài chính mình. Sau khi nghe vị ái giải thích như thế, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm và tôi đã có thể quyết định quy y. Hiển nhiên, thế giới tràn ngập những người nhân danh tôn giáo của họ để sát hại và tranh đấu lẫn nhau. Tôi nói với Đức Hồng Y Vu Bân, tại sao Ngài không là một Phật tử trong số những người công giáo,
Rồi tôi tiếp tục nói với ông Đức Hồng Y Paul Vu Bân: "Ngài đừng có ngạc nhiên, tôi sẵn sàng là một người công giáo giữa những người Phật tử. Bằng cách này chúng ta sẽ thấu hiểu nhau hơn, hiểu tại sao giáo chủ sáng lập tôn giáo không phải để tranh đấu với nhau. Hai tôn giáo chúng ta không tranh đấu với nhau khi tất cả nhân loại trên thế giới không còn đấu tranh. Không còn đấu tranh thì không có chiến tranh. Như thế có phải là một điều tốt hay không?" Đức Hồng Y Vu Bân suy nghĩ một lát rồi Ngài nói rằng: "Tốt lắm, chúng ta hãy làm như thế đi." Tôi hỏi Ngài là tôi mong muốn được làm một giáo đồ, một đệ tử của Ngài. Ngài sẽ chấp nhận tôi chứ? Câu trả lời rất đơn giản: "Xin lỗi, Ngài không được rồi." Ha ha ha,